Hey, sáng hôm nay Giang chào tất cả mọi người nha. Hôm nay trên đường về quê nhé mọi người, về Bến Tre quê của Giang nha. Hiện tại thì Giang đang đứng ở mỏ Cày Nam nhé mọi người. Hiện tại bây giờ thì cũng đã 6 giờ rưỡi sáng rồi. Thì ở Bến Tre của Giang ngoài đặc sản kẹo dừa ra thì còn có những món ăn ngon khác nha mọi người. Đó chính là món cháo lòng buổi sáng nha. Hôm nay Giang với mọi người cùng đi ăn món cháo lòng ở quê Giang nhé mọi người, ở mỏ Cày nha. Cái tiệm cháo lòng rồi nha mọi người. Trong này nè, anh này thấy ngon. Giang sẽ quay ở trước này đặc điểm ở quê Giang cho mọi người xem nha. Đây đó, xe nó chạy qua chạy lại thì anh chị xem cũng thông cảm nha. Đây mọi người, đang làm dừa ở đây nè, quá trời dừa luôn, nguyên xưởng dừa, nghe mùi thơm luôn nha mọi người. Ghi hình cho em một tô cháo lòng đi, cháo lòng đặc biệt. Đây mọi người, cháo lòng nè, hấp dẫn nha, sạch sẽ lắm nha mọi người. Giang mới kêu một tô cháo lòng đặc biệt nha mọi người. Đặc biệt ở quán này là ở trước đó là có một cái xưởng dừa rất là đã luôn. Rồi ở đây là cái view nha mọi người. Đây, cái view ngồi trên nguyên cái bờ kè này. Ở đây có một cái sẻo nhỏ nha. Đó, ghế đây. Nhà bán cháo trong này nha mọi người. Nhà bán cháo mà nhìn đẳng cấp không? Mai quá trời đẹp luôn. Đó, khu bên đây là trong nhà bếp nha. Đây là ngoài lộ nha mọi người. Mới sáng sớm thì nó hơi khan tiếng xíu, mọi người thông cảm nha. Đây quán đây thường thường là rất là đông nha mọi người. Thường phải nếu mà đông thì phải đợi ngồi cả 20 phút mới có được tô cháo. Còn ngày hôm nay thì vô tình gian ghé thì khách nó hơi vắng. Nhưng mà đặc biệt ở đây là ăn nó ngon và rất là sạch sẽ nha mọi người. Giang không có review quán đâu mọi người. Thì giống như Giang ăn cảm giác thấy ngon thì Giang sẽ ghi hình lại cho anh chị mình xem, cho giải trí cho vui. Đây, cháo ra mọi người ơi. Đó. Rồi, con cảm ơn cô. Đây mọi người, Giang kêu tô này đặc biệt nó hơi nhiều hơn xíu để cho mọi người xem thôi. Chứ mà Giang ăn thì Giang ăn ít thôi mọi người. Đặc điểm của cháo lòng thì có bún nữa nha. Đây rau salad đó, còn đây lòng, cháo với lòng, chanh ớt nha mọi người, chanh ớt. Rồi đây Giang đảo lên cho mọi người xem nha. Ở đây là cái này là cặp heo á mọi người, cặp heo. Còn đây là lòng nè. Đó, đặc biệt là cháo lòng là phải có tiết đánh chung với nhau nha mọi người. Có hành lá, có gan, và có thịt luôn nha, có huyết luôn. Đó. Rồi vậy thôi, nếu anh chị mình muốn ăn bún thì mình bỏ vô chung luôn. Còn đây thì Giang sẽ ăn giá nha mọi người. Đây, đây ít giá đó. Rồi Giang mời mọi người cùng thưởng thức cháo với Giang nhé mọi người. Sớm này Giang có bỏ giá rồi, giờ cho thêm mấy miếng rau nữa, rau salad này rất là ngon luôn. Đây, này. Cho thêm miếng chanh nữa mọi người, cho nó ngon ngon. Mới sáng sớm mà làm tô cháo lòng thì quá ngon rồi. Nhưng mà đặc biệt cái view rất là đẹp nha mọi người. Ngồi ở đây trên một cái giống như một cái con kênh đó, con xẻo ở dưới quê ra là kêu bằng cái xẻo nha mọi người. Cho thêm miếng ớt vô nữa cho nó kha kha. Điểm này nó dĩa bún rồi, ăn sao? Mời mọi người nha. Ngon lắm mọi người ơi, thơm. Lòng quê Giang là nó có cái miếng này nè mọi người. Miếng này sụn á, cái sụn giống như cái, chỗ cái cuốn họng á.
đó mình ăn nó giòn giòn ngon lắm. Mấy cái lòng nữa mọi người ăn nó thơm lắm mọi người, xử lý rất là sạch sẽ, ok luôn lòng. Lòng này nó tan vô miệng luôn. Mình ăn vô nó dai nhẹ thôi chứ nó không có dai. Mời mọi người nha. Ở ngoài là quốc lộ nha mọi người. Rồi đó này, ngoài đây là quốc lộ 57 nè. Đó. Xíu nữa Giang sẽ mua một túi nữa đem về cho cha Giang nha. Còn mẹ Giang thì mẹ Giang ăn chay nha mọi người. Giang hết luôn nha mọi người. Còn có xíu nước mà hết nổi rồi. Tại vì Giang ăn không có nhiều mọi người. Giang hấp hết nổi rồi, là buồn. Thôi Giang kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn anh chị và mọi người xem hết video Giang nha. Ở đây khu vực ở đây là Võ Kè Nam nha mọi người. Từ ở Bến Tre á, từ thành phố Bến Tre mình chạy về là cái quán nằm mé bên tay phải. Hướng về thành phố nha.